Chào mừng toàn thể các bác đến với kênh YouTube của em buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc các bác một ngày lễ thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã hàng mới và thanh lý một số cái hàng cũ ở trong shop của em đang phân phối nhé. Trước khi đi vào chi tiết các sản phẩm thì các bác cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0986 425 823 em có để ở trên màn hình nhé các bác nhé. Đó. Rồi hôm nay đi vào chi tiết các sản phẩm này. Rồi hôm nay em lên cho các bác một vài cái mã máy xay sinh tố nhé, bên em mới về nhé. Hàng này thì gần như là mới luôn. Đó. Bánh răng thì mới đét, chưa qua sử dụng luôn ấy. Đấy, hàng thì cực kỳ là chất lượng nhé. Con này có công suất là 160W nhé. Đó. 160W này. Sản xuất 2015. Đó. Cái cối của nó 800 mm nhé. Đấy, cối của nó 800 mm này. Hoặc lưỡi thì được làm hợp kim nhé, hợp kim titan không gỉ này, đó cực kỳ là sạch sẽ luôn, cối cối thủy tinh nhé các bác nhé, họ cối thủy tinh rất là an toàn, vệ sinh thực phẩm luôn. Con này nó xài nút nhấn này, đó, nút nhấn nhé các bác nhé, cắm máy chạy rất khỏe luôn. Rồi con máy đầu tiên gửi đến các bác là con máy xay 1 nhé. Con này gửi đến các bác là 400k. Đó. 400k nhé. Máy cực kỳ là mới luôn. Rồi tiếp theo là một con này hàng nội địa nha các bác nhé. Chạy cực kỳ là khỏe luôn nhé. Con này của nó là 7,6 lít này. 7,6 lít, công suất của nó là 190W nhé. Cực khỏe luôn. Đó. 190W. Đó, con này thì hình thức cũng vẫn rất là mới nhá, tất cả là cối thủy tinh hết nhá. Con máy xay 2 này. Đó, máy xay 2 gửi đến các bác là 380 380k nhá các bác nhá. Đó, con máy xay 2 380k. Rồi tiếp theo lên cho các bác tiếp con máy số 3 này. Đó, con số 3 cũng cối rất là mới nhá. Con này của Tecom. Hàng này của Tecom nhá. Đó. Các bác xài thì rất là yên tâm. Con này công suất của nó là 180W này. 180W nhá. Made in Japan. Cối của nó là 1000 lít à 1000 ml. Là tức là 1 lít, cuối cùng nó là 1 lít nhé các bác nhé. Đó. Hàng này thì tất cả sử dụng điện 100 nha các bác nhé, hàng nội địa Nhật sử dụng điện 100. Con này cũng xài nút nhấn này. Lưỡi cũng làm titan nhá, lưỡi hợp kim titan không gỉ này, cối thủy tinh, hàng rất là đảm bảo chất lượng luôn. Đó.
Rồi tiếp tục con máy xay 3 gửi đến các bác là 450 ngàn nhé. Đó, 450 ngàn cho một con máy máy xay 3 này. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng luôn đấy, rất là chất lượng nhé. Rồi một con T-com nữa này, con T-com. Đấy, con này cũng lưỡi lưỡi vàng. Đấy, cũng lưỡi vàng luôn nhé. Đấy, hợp kim titan không gỉ, cối thủy tinh cực kỳ là sạch. Đấy, con T-com, con này công suất của nó là 160W này. Đấy, điện 100, dung tích 780 mil. Đó, 780 mil nhé. Hàng chạy rất là êm, máy cực khỏe luôn, máy rất là khỏe nhé. Đấy, các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Con máy xay 4 này, gửi đến các bác là 450k nhé. Đó, 450k, hàng rất là mới luôn ý. Con T-com nữa này, một con T-com. Đó, con này 780 mil, 160W. Đó, cũng 100. Con này công suất 160W này. Đó, con này nó hơi bị kêu, hơi kêu một chút. Con năm này, đó, con năm gửi đến các bác 350k nhé. Con này nó hơi kêu một xíu. Đó là mấy cái con máy xay này gửi đến cho các bác. Các bác quan tâm đến sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0986 425 823, em có để ở trên màn hình nhé. Rồi hôm nay thì nhân ngày lễ thì sẽ giảm giá cho các bác một số cái mặt hàng bên em đang phân phối nhé. Đấy, sẽ giảm giá một số cái mặt hàng. Đấy, như cái con nồi cơm, cái nồi chiên không dầu này, hàng của Bosch nhé, hàng của Bosch Đức này. Đó, hàng của Bosch Đức nhé. Đó, con này thì chạy được cả điện 110 và 220 nhá. Đấy, con này chạy được cả hai cái dòng điện luôn. Đây em đang chạy điện 110 này. Đó, điện 110 nhá. Đó, các bác điều chỉnh này. Lên thì nó sẽ báo ở đây nhá. Đây hẹn giờ này. Khi mà các bác hẹn giờ thì bóng nó sẽ báo ở đây. À, đây là nhiệt độ. Bên này là già nhé. Đấy, em lại hay nhầm lẫn như thế. Đó. Đó, giờ em sẽ cắm sang điện 220 nhé. Đó, điện 220 thì nó sẽ hoạt động, nó sẽ mạnh hơn. Nhà các bác nào ở cái vùng điện nó yếu, các bác xài con này rất là ok nhé. Đấy, xài con này thì rất là ok. Xem công suất của nó bao nhiêu nhé. Các bác biết đường các bác xài này. Công suất của nó từ 1000W cho đến 2200W nhé. Đó, từ 1000W cho đến 2200W này. Đấy.
con này tương đối là nặng, con này là tương đối là nặng các bạn ơi. Đấy. Các bác khi mà các bác thao tác lấy cái lồng ra để các bác vệ sinh ấy, thì các bác nhấn cái nút ở đây nhá. Đấy, thì các bác sẽ nhấc nó lên. Đó. Đấy, nó có cái chốt ở đấy. Đấy các bác nó có cái chốt cả. Đấy, con này làm lồng sơn tĩnh điện. Đấy, thép sơn tĩnh điện này. Rất là sạch sẽ mà bền bỉ luôn. Hàng này là hàng siêu thị nhá, hàng trưng bày siêu thị chưa có qua sử dụng nha các bác nhá. 100% là mới, chỉ có thiếu cái thùng nó gì đó. Thiếu cái thùng mới nữa thôi. Đấy, một con này em đang gửi đến các bác là 1.650.000. Thì hôm nay gửi đến các bác là 1.600.000 thôi nhá. 1.600.000, con này ship đi tương đối nặng, con này nó khoảng 6 ký mấy 7 ký ấy. Đấy, nên là ship đi thì nó tương đối nặng. Ở đây thì các bác có thể chiên các cái loại bánh này, gà này, tôm cá này, đều được nha các bác nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ là chất lượng. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với em nhá. Rồi tiếp theo, hôm nay thanh lý cho các bác cái mẫu bếp từ đôi đi. Bếp từ đôi đi cho nó gọn nhà, không có để đây nó. Con này Isit Osama này. Đó, hàng nội địa Nhật nhá. Tổng công suất là 1.400W này. Đó, con này là bàn phím nội, phím nhấn nhá. Đó, con này là phím thường này. Đó, con này hai bếp, một bếp là 26 cm này, bếp 20 cm nhé. Đó, bếp con này đời 2018 này. Đây là mặt sau của nó nhé. Đó, đời 2018 luôn. Đó, hôm nay giảm giá xuống cho các bác nhé. Rồi, con này xuống 2.250.000 nhé. Đó, còn nồi chiên nó chạy hết cái quy trình của nó có cái chuông nó báo đấy. Đấy, còn bếp từ này xèo xuống cho các bác là 2.250.000 nhé. Đó. Đây là hai con hai con cảm ứng này. Đó, con này thì có giọng cô gái này, cô gái Nhật này. Đó, có giọng nói này. Con này là bếp, con này cũng giảm xuống cho các bác 50.000 này. Đó, 2.600.000, 2.600.000 nhá. Một con bếp của Eiffel, cũng của cái thương hiệu Osama này. Đó, cũng là có hàng của thương hiệu Osama này. Đó, con này thì nó không có giọng nói nhá. Con này không có giọng nói này. Đó. Bếp thì vẫn là bếp cảm ứng nhá. Bếp cảm ứng nút, các nút cảm ứng nhé.
Đấy, hôm trước em có test điện cho các bác rồi, hôm nay em không test nữa. Đó, hôm nay em chỉ đi qua thôi. Đó, con này cũng xuống 50.000. Đó, con bếp ba này em cũng xuống cho các bác 50.000 nhé, 2.550.000. Đó, các bác mua về trải nghiệm nhé. Đó, những cái bếp mà bên em đã test rất là kỹ trước khi đưa vào sử dụng cho các bác sử dụng nhé. Là những cái con bếp bếp từ. Rồi tiếp theo em sẽ xem còn cái món gì sale nốt xuống cho các bác này. Rồi hôm nay em còn có mấy con nồi cơm Mitsubishi Cup Neck này. Đó, thì sẽ gửi cho các bác để các bác trải nghiệm nhé. Bác nào chưa có thì có thể liên hệ với em. Đó, ví dụ như con này em còn có ba bốn con, như con này con C3 này 750k. Đó, này giảm xuống cho các bác 720 nhé. Đó, 720. Như con này con C1 này. C1 này gửi đến cho các bác 750 nhé. Đó. Bác tất cả thì bên em vẫn cứ bao ship và gửi cho các bác một phần quà nhé. Đó, như hôm nay ngày lễ thì sẽ có nhiều cái chế độ là ưu đãi cho các bác. Đấy, hàng thì vẫn rất là ok. Quan trọng là lòng nồi vẫn rất là đẹp nha, thành vách thì cực kỳ đẹp rồi. Đó, lòng nồi là rất là đẹp nha. Đó, hàng này thì các bác nấu cơm thì rất là ngon. Công suất là 1.200 nhé. Con này là 1.270 này. Đó, điện 100. Điện 100 hết nhé. Đó, như con ở đây còn con C C2 này. C2 này sẽ xuống cho các bác là 750 nhé. Đó, C2 xuống cho các bác là 750.000. Biết ra đây. Đó. C2 gửi cho các bác là 750 nhé. Còn C6. C6 là 750 rồi. Rồi, hôm nay xuống cho các bác là 730 nhé. Đó, 730k. Con C6. Đó, một con xuống một chút cho các bác có thể mua sắm được nhé. Đó là những cái mặt hàng hôm nay em gửi đến cho các bác. Đó, các bác quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0986 425 823 nhé. Và tiếp theo thì giới thiệu đến các bác là những cái mẫu dây điện nguồn tháo máy nhé. Bên em vẫn còn nhé, rất là nhiều luôn. Đấy, các bác cứ lên đơn, bên em sẽ gửi cho các bác. Đấy, những cái sợi này là sợi dây hai lõi này. Đó, hàng thì vẫn còn nguyên cái chân đúc như này. Các bác không thích xài chân dẹt này thì các bác có thể về cắt đi cho chân tròn vào. Đó, những cái cuộn này thì bên em gửi đến các bác này chỉ có 80.000 thôi này. Đấy, còn bác nào mà xài cái loại nó bền bỉ hơn. Đấy, dây này thì của nó là rất là bự luôn nhé, dây này sợi rất là bự luôn. Dây này thì tháo nguyên ở trong hộp máy ra này. Đó, chân thì có khóa nhé, chân của nó có khóa này. Đó, các bác xoáy qua một cái là nó chốt này. Đó, chốt thì rất là ok. Đấy, dây này chốt rất là chắc luôn, các bác xài máy khoan máy cắt thì đều được nhé. Con này nó ổ của nó là tải 15A này. Đó,
Ủa, nó tại 15A nhé. Đấy. Xài thì cỡ 1.500W thì thoải mái. Đó. Mình quận này bên em đang gửi đến các bác là 150 ngàn này, quận dây lớn này, có ổ cắm đấy, là 150 ngàn. Đấy, các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ với em nhé. Rồi chúc các bác nha, những ngày nghỉ lễ thật là nhiều ý nghĩa nhé. Hôm nay em xin phép được dừng video ở đây. Cảm ơn các bác rất là nhiều.